Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến tập đoàn Xà Lan và bên phía gia đình của chị Kim Hà. Thì ngày hôm nay, điệp viên của em vừa cập nhật cái thông tin cực kỳ nóng về là hôm nay là dì Mừ, dưỡng Mừ và anh Neo của chúng ta đó, đã về nhà để tụ họp bên gia đình, nghe đâu là về đón năm mới lần cuối sao quý vị. Đó, nghe đâu rằng là hôm nay là cũng quay trở về nhà tụ họp bên nhà dì Năm ha, là dì Mừ, dưỡng Mừ hôm nay về là đón cái Tết cùng với gia đình. Hôm nay là lại tấp Xà Lan vô để gọi là nghỉ ngơi rồi quý vị. Bởi vì là một cái năm gọi là quá thành công, đúng không? Bởi vì là năm cái năm qua này là bây giờ là giành giật được số tiền là 50 tỷ, đúng không? Tài sản bây giờ chiếc Xà Lan là bây giờ là chia 3 chia 7 là vẫn còn mấy tỷ. Thứ hai là trả hết nợ nần. Đó, nghe đâu là hôm nay về là mặt tươi lắm. Em nói mọi người là trong két sắt đó biết có bao nhiêu tỷ, đúng không? Từ lúc mà em nói mọi người là gạt bỏ qua năm 23, đó, năm nay 2024, nghe đâu là gia đình về là rủng rỉnh tiền bạc tùm lum hết. Chị Hà mất đi một phát là tiền vàng là cất đầy trong nhà. Đó, hôm nay là về tụ họp với gia đình rồi. Đó, có những cái hình ảnh mới nhất là anh Neo chúng ta là hôm nay là quay trở về nhà cùng với bà dì Mừ, dựng Mừ là bắt đầu là tính cái phương án. Bởi vì sao? Bởi vì tuy là sang năm mới rồi nhưng mà gia đình của chị Hà và tất cả những cái người mà ủng hộ vụ việc này, họ không có dừng lại. Bởi vì cái sự ra đi của chị Kim Hà nó quá là bất bình thường. Quý vị có thấy ai mà em nói mọi người là nằm ở giữa sông Vàm có 12 ngày mà không cáo không móc thì không nổi lên. Vậy là chứng tỏ nó phải có cái gì đó rồi, đúng không? Nên là anh có về nhà, anh có giành giật được tiền bạc, anh có nhiều tiền, anh cũng không bao giờ được yên. Bởi vì sao? Bởi vì những cái bằng chứng, những cái gì đó nó còn ở đó, là sao nó mất đi được. Em nói tất cả mọi người là khi mà chị Kim Hà mất đi, anh chỉ có mỗi 200 ngàn thôi. Anh nợ 200 triệu, anh không dám về nhà, anh không dám về bởi vì người ta đòi nợ. Nhưng mà khi mà chị Hà mất đi một cái, anh lấy tiền ở đâu ra? Anh có tiền trả 200 triệu đó, anh có tiền trả tiền lời, anh có tiền làm việc này việc kia, anh sơn sửa Xà Lan mấy trăm triệu, anh mua vàng ở trong nhà nữa. Em hỏi mọi người tiền ở đâu ra? Có phải tiền nó két sắt không? Đúng không? Em nói với tất cả mọi người là cái vụ việc ngày đến ngày hôm nay, tuy là đã sang năm 2024 nhưng mà gia đình của chị Hà vẫn sẽ đi đến nơi đến cùng. Bởi vì họ đang làm rõ cái số tiền của anh, tự nhiên anh giàu có lên. Vợ mình mất đi một phát là em nói mọi anh Tuấn là giàu lên, đúng không? Tang từ một con nợ, không dám về nhà. Người ta hỏi bảo ủa anh có về nhà không? Ở giờ đang nợ người ta mấy trăm triệu đâu dám về. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người là cái tiền lời hàng tháng đóng bao nhiêu tiền, đâu có dám về đâu. Đó, mà khi chị Hà mất đi một phát là anh có vàng, có tiền đầy hết, là anh lấy ở đâu ra? Cái ông dưỡng Mừ này lại là cái người cưa kết sắt cùng với anh Neo. Anh gì? Cái gì đâu anh? Chưa đem nhà bà vợ anh á. Mà nói vậy á, muốn coi không? Tài sản nhà kìa, tiền vàng còn kìa. Em mở cửa nó coi, mắt nó chịu không? Đó, chị Hà mất đi một phát là anh Neo này là tiền vàng đầy trong nhà kìa. Anh mở cửa anh cho coi. Nhưng mà chúng ta ai cũng biết là khi chị Hà mất đi, anh chỉ có 200 ngàn trong túi thôi. Vậy thì tiền vàng lấy đâu ra? Mà cái két sắt đó anh cùng dựng 10 cưa, anh còn không dám nói là có dựng 10 cưa cơ. Mà nếu mà gì năm mà không nói chúng ta cũng không biết được. Chúng ta đâu có biết được là có dựng 10 cưa đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nó có quá nhiều tiền. Em nói tất cả mọi người là một chuyến hàng chị Hà đã dư được từ 4 đến 50 triệu. Vậy mà chị Kim Hà mất đi thì anh Neo nó chỉ có 13 triệu. Chỉ có 13 triệu. Cái 13 triệu đó chỉ mua để đủ để mua cặp bình mới. Cái cặp bình đó anh mua để thắp sáng nhưng mà có thắp sáng đâu. Không biết cái bình cũ anh dục đi đâu rồi. Sợ lúc chị Hà chị làm cái hầy một cái gì trượt chân, chị té cho cái bình nó kéo không đó luôn. Bây giờ có thể cặp bình vẫn đang ở cái chỗ hì đó một cái đó, đúng không? Em có thắc mắc cái này nữa nè, em nhớ rồi. Người ta nói mà cái lúc mà chị Hà mất đó, cả dòng họ gì đó, cha mẹ, bà con gì của anh đó đi lại cải cái sắt đó, cái đó là sao anh? Chắc là giấy tờ Xà Lan vợ để đó, mình sợ công an nó mờ. Mà sợ đem lưng quýnh không có giấy tờ. Bữa nay em cũng sơ xúc. Em điện công an ra phải cưa đàng hoàng bình thường. Là số tiền trong đó là còn được vợ để trong đó chắc là 13 triệu. Chứ nguyên cái sổ Xà Lan. Là mình sợ công an mờ đó. Kêu giấy tờ Xà Lan quan trọng đó mới cưa, bữa nó quá sơ xúc. Em điện công an phường đó, bữa đó em quá xin lỗi anh thiệt. Bữa đó cưa là không nhờ điện công an, tự mình cưa. Tự mình cưa mà có cả dựng 10 anh không dám nói, đúng không? Bởi vì có dựng 10 cưa giúp anh mà anh không dám nói, anh nói là tự mình cưa. Vậy là chứng tỏ là đã có vấn đề rồi, đúng không? Anh nói có 13 triệu nhưng mà dựng 10 cưa giúp anh không dám nói. Người ta hỏi đó, người ta hỏi bảo ủa
Sau bữa đó em nghe đâu là cả dòng họ nhà anh là đến đó để giữ két sắt. Anh đâu dám nói đâu. Anh Phường nó bữa nay em quá xin lỗi anh thiệt. Bữa đó cưa là không nhờ điện công an, tự mình cưa. Chứ nguyên ấy. Đó, em hỏi tất cả mọi người rằng là đấy, anh nói là tự mình cưa. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người là tại sao có ông Dượng mời ông ở đó mà sao anh không dám nói? Anh không dám nói là có Dượng mời giúp anh cưa nữa. Bởi vì Dượng mời là cái người đã chứng kiến, là cái nhân chứng mà anh không dám nhắc. Mà anh chỉ nhắc đến có 13 triệu à? Vậy mà tiền vàng ở đâu ra? Sao anh? Chắc là ta nói mà cái lúc mà chị Hà mắc đó là cả. Mà nói vậy á, muốn coi không tài sản nhà kìa, tiền vàng còn kìa. Em mở cửa nó coi mắt nó chịu không? Em có. Tiền vàng ở đâu ra? Tiền vàng anh lấy ở đâu ra? Đó, hôm nay là đầu năm mới, hay là anh neo là anh ấy về nhà cùng với Dượng mời gì mời về để ăn mừng, gọi là cái đại thắng của năm cũ. Đúng không? Anh từ một con nợ, từ một cái người gọi là đi trốn đi qua Lào qua Cao ăn chơi 3-4 tháng về nợ tùm lum hết. Em nói mọi người tiền lời một tháng đóng biết bao nhiêu tiền. Vậy mà chị Hà mất đi một phát ăn trả hết nợ. Đúng không? Ăn trả một phát mấy trăm triệu hết nợ. Anh còn có tiền rủng rỉnh để sơn xà lan sang cái màu khác để xóa dấu vết mà. Chị em nói với tất cả mọi người cái xà lan của anh màu vàng. Anh không để màu vàng anh xa sơn sang màu xanh làm cái gì? Đúng không? Cái cửa anh cũng sơn sang màu xanh luôn. Ủa thế đó là cái tài sản của vợ chồng anh có rồi, chị Hà chị gọi là cái tài sản của hai vợ chồng có, anh đang cái màu vàng mà sao anh phải sơn sang màu xanh? Mà mọi người biết một cái xà lan ấy mà sơn sang màu xanh nó còn đắt tiền hơn sơn một căn nhà nữa đó. Bởi vì nó rất nhiều tiền, em nói mọi người như vậy, mà đâu phải là em nói mọi người dễ gì ai biết sơn. Nó rất nhiều tiền, vậy thì em hỏi mọi người tiền ở đâu ra? Anh có dư dùng dỉnh anh sơn xà lan sang màu khác. Trong lúc không có tiền anh có 200 ngàn mà anh mua được cặp bình mới mười mấy triệu. Đúng không? Anh trả hết nợ nần người ta, ủa tiền đâu ra? Mà anh còn có tiền có vàng trong nhà nữa. Thì em hỏi mọi người ở đâu ra? Mà khi người ta hỏi bảo ủa hôm đó nghe người ta đồn là cả dòng họ nhà anh giữ két sắt, thì anh neo anh nói sao? Anh nói là một mình ăn cưa à? Ủa thế vậy Dượng mời anh giấu đi đâu? Dượng mời cưa giúp anh giấu đi đâu? Tại sao Dượng mời là nhân chứng mà anh lại không dám nhắc? Ngay cả khi anh em YouTube bên fan của anh ấy, người ta hỏi mà anh còn chối, thì chứng tỏ nó phải có vấn đề. Có thắc mắc cái này nữa nè, em nhớ rồi. Người ta nói mà cái lúc mà chị Hà mắc đó là cả dòng họ gì đó, cha mẹ bà con gì của anh đó thì lại cài cái sắt đó, cái đó là sao anh? Đó, xem anh nói sao nha. Tại sao có Dượng mời giúp anh không dám nói? Chắc là giấy tờ xà lan vợ để đó, mình sợ công an nó mời. Hóa ra anh sợ công an nó mời. Anh mới cưa két sắt thôi chứ không phải là gì đâu. Trong đấy làm gì có tiền. Anh sợ công an mời. Đó, nên anh mới cưa két sắt. Mà vợ anh nhảy sông, chứ đâu phải do anh va quẹt xà lan đâu mà công an mời anh phải giấy tờ xà lan. Đấy lại là một cái xạo nữa. Thấy không? Mà sợ đem lưng quân không có giấy tờ. Đó, mời sợ đêm lún quấn đâu ấy tờ. Thế cái vụ đó hôm đó em nói mà không phải ban ngày đâu, mà ban đêm đấy. Đúng không? Chứ ở đâu ra mà công an mời mà lún quấn nó không có giấy tờ. Bữa nay em cũng sơ xúc, em điện công an ra phải cưa đàng hoàng bình thường. Là số tiền trong đó là còn được vợ để trong đó chắc là 13 triệu. Cái đó chỉ có mình anh với Dượng mời biết. Làm sao mà có 13 triệu được? 13 triệu còn chưa đủ để mà đổ dầu để đi chuyến hàng cơ. Em nói với tất cả mọi người có ai mà đi xà lan mà dầu chưa đổ mà trong túi chỉ có 13 triệu không? Em nói một cái chi phí một chuyến hàng bao nhiêu tiền mà chị Hà tiền để đâu hết? Đó. Chứ nguyên cái sổ xà lan là mình sợ công an mà đó. Kêu giấy tờ xà lan quan trọng đó mới cưa bữa nó quá sơ xúc. Em điện công an phường đó, bữa nó em quá xin lỗi anh thiệt. Bữa nó cưa là không nhờ điện công an, tự mình cưa. Anh không cần điện công an, anh chỉ cần điện Kim Linh, điện dòng họ bên vợ của anh và có người làm chứng là được. Bởi vì đấy là vợ anh nhảy sông chứ vợ anh đâu phải là anh bị cái gì đâu mà anh phải mời công an. Hóa ra là anh đang cố chứng minh là anh trong sạch thì anh phải mời công an. Ủa chứ bây giờ cái tài sản của hai vợ chồng anh thì anh mời con, mời đằng vợ, mời có nhân chứng. Tại sao có nhân chứng là Dượng mời anh không dám nói? Tại sao em nói mọi người một cái két sắt không phải cưa là điều đơn giản? Anh cưa một tiếng chưa chắc đã xong, chứ đừng nói là cái chuyện mà cái người chuyên nghiệp người ta cưa cũng phải hết 30 phút. Còn anh cưa cái kiểu gì thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Tại sao có Dượng mời giúp anh mà anh không dám nói? Anh lại giấu thì chứng tỏ là Dượng mời phải biết một cái gì đó. Anh đâu dám khai Dượng mời giúp anh đâu.
Anh tức cho em hỏi ra là không nhờ điện công an là mình sợ công an mà đó. Ừ, kêu lấy giấy tờ xà lan quan trọng đó mới cưa bữa nó quá sơ xúc. Anh nhất thiết đâu nhất thiết mà công an, nếu như có Kim Linh mẹ của chị Hà, hay là anh của chị Hà, hay là em của chị Hà, hay là dòng họ của chị Hà, hay là có một người nữa làm chứng là được. Làm gì có chuyện mà có dựng 10 làm chứng mà anh lại không dám nhắc dựng 10 làm chứng. Khi người ta hỏi, em nói mọi người nha, người ta hỏi anh như vậy thì người ta nói, anh nói là ở hôm đấy có người làm chứng đấy. Tại sao không dám nói? Bởi vì nó cái số tiền đó nó không phải là 13 triệu. Bây giờ nói ông dựng 10 làm chứng, thế người ta hỏi ông dựng 10, ông dựng 10 lú bú khai ra thì sao? Đúng không? Ông dựng 10 nhá, vừa giúp anh cưa ghép sắt, vừa giúp anh cột dây xuồng, còn vừa giúp anh đi rời cái hiện trường đi để đỡ nó lù bù nữa cơ. Và dựng 10 cũng chính là cái người đã giúp đỡ anh để gọi là thu gom đồ để bỏ vào trong bốn cái bao đấy. Đúng không? Rồi cái người nào, cái người thông báo cho anh Tấn biết là chị Hà nổi lên đúng chỗ chìm, dựng 10. Mọi người thấy cái vai trò của dựng 10 chưa? Đó, nó quan trọng hơn cả anh Neo nữa. Chứ không phải là không đâu. Rồi dì 10 là ai? Là cái người báo mộng. Cứ cào cái chỗ chị Hà bị cái hầy một gã chìm xuống là dì 10 lại bảo là nó báo mộng cho ông chú đi xà lan, nó đừng có cào ở đó. Cái hôm đó là Kim Linh cùng với anh Vũ, cùng với mấy chú thợ lặn là cào cho đó. Thế là chị Hà nhá, chị Hà là lúc đó là ở dưới thiên đàng ấy, nhưng mà điện cho cái ông chú đi xà lan: alo chú hả, chú báo cho nhà con liền là đừng có cào ở đó, con nằm ở chỗ kia kìa, chứ cào đấy là trúng ấy. Đó, chị Hà điện luôn đó, chứ không là cào ở đó là dính chị Hà rồi đó. Mọi người thấy chị Hà linh thiêng không? Cứ cào chỗ chị Hà là chị Hà báo mộng liền, chứ không được người ta cào trúng thì nổi lên từ ngày thứ hai thứ ba thì có mà lộ hết à, đúng không quý vị? Đó, nên là quý vị khán giả hãy bình luận đến dưới video này. Em sẽ bình luận cái vụ này đến khi nào mà sáng tỏ mới thôi. Mọi người cứ yên tâm đi, không có chìm xuồng được đâu. Em nói mọi người là ngày nào em cũng nhắc hết á. Không có bao giờ có chuyện mà em nói mọi người giữa dòng sông Vàm Cống, nước chảy mạnh như vậy mà bị ai đưa xuống một cái hầy, một cái nằm ở đó 12 ngày không trôi đâu. Mà anh Neo là cái người chứng kiến. Cái khoảng cách chỉ có 10 mét anh thấy người ta đưa vợ anh xuống cái hầy một cái mà anh nói là anh không biết gì. Ủa, cái chuyện anh nói với ai thì anh nói chuyện kiểu gì vậy? Đúng không? Rồi cái vụ việc này nó sẽ sáng tỏ. Mọi người cứ yên tâm, rồi sự việc nó sẽ sáng tỏ thôi quý vị nha. Rồi em sẽ dừng video ở đây. Quý vị khán giả đừng quên bình luận và góp ý thật nhiều vô. Mọi người bình luận thật nhiều vô và like ủng hộ em để em có động lực quý vị nha. Rồi chào tất cả mọi người.